Khoảng 10 giờ 10 phút ngày 12 tháng 2, hai căn nhà ở cuối hẻm Hố Tùng, đường Cao Thắng, phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng bốc cháy dữ dội, thiêu rụi nhiều đồ đạc tài sản. Chủ của hai căn nhà bới trong đống đổ nát, tìm kiếm tài sản trong tuyệt vọng. Người dân ở khu vực này cho biết, thời điểm họ thấy khói bốc lên nghi ngút, chỉ tưởng ai đó đốt rác, đến khi khói bốc lên mạnh, kèm theo tiếng nổ nên mới tri hô cháy và gọi lực lượng chức năng. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Lâm Đồng điều nhiều xe nước lực lượng đến dập lửa. Đến hơn 11 giờ, ngọn lửa được dập tắt nhưng tất cả tài sản bên trong nhà đã bị thiêu rụi. May mắn không có thương vong về người, do thời điểm cháy, người trong hai căn nhà đều đi làm vườn. Chị Hồ Thị Ngọc Chi, chủ nhà cho biết, ngoài nữ trang thì gần 200 triệu bị cháy. Ngay sau khi dập tắt lửa, hai vợ chồng chị Chi bới đống đổ nát tìm, nhưng chỉ còn những mảnh tiền cháy đen và một chiếc nhẫn nhỏ. Nguyên nhân vụ cháy bước đầu được xác định có thể do chập điện.